Với những lần trước thì nó khác nhau như nào chị? Tim nó nhẹ hơn, không đau bằng, nhẹ hơn nhẹ. Và nó có để lại vết kim như mọi lần đúng chị? Vết kim thì tại vì mình chưa không nhìn thấy đúng không? Nhưng mà trong video hoàn toàn không có một nốt nào luôn chị nhé.